Chào tất cả anh em, bây giờ mình sẽ lại khui một hộp nữa anh em nhá. Con này rất là to luôn à. Hộp to, nhìn hộp to là không biết là con gì. Nhìn hộp to này có thể là đoán được phần nào đó ra được là của hãng nào rồi. Lấy cái rẻ đây con, lau sữa ra. Lấy rẻ lau sữa. Đây. Hộp này là cái hộp gì luôn mà nó gắn như này nhỉ? Kinh nhỉ. Chứ biết hộp gì luôn, hộp thì là thương hiệu khác này. Bây giờ mình sẽ mở ra anh em nhá. Không biết là con gì luôn. Đây con. Ui, hộp nó to như này á. Ush. Không có gì. Bọc kinh khủng luôn. Bọc kinh khủng luôn. Đâu, tí rồi còn đâu. Cho khỏi phá. Đấy. Phá đi. Cười. Hộp đây. ODN anh em ạ. Trong này là hộp ODN. Còn cái mẫu gì thì bây giờ chưa biết. Chủ người ta bọc rất là kỹ luôn đấy. Ui. Khá là kỹ. Xịn xò luôn. ODN style anh em nhá. Size 39 mặt trắng. Kim ngỗng màu xanh rất là đẹp luôn này. Tình trạng thì siêu mới. Có đầy đủ hộp sổ anh em nhá. Hộp sổ giấy bảo hành luôn. Thôi mình không bóc giấy bảo hành nữa. Con này là khóa bướm. Tình trạng còn đẹp long lanh luôn. Anh em là size nhỏ đeo thì rất là vừa tay này. Mẫu này là mẫu đời mới anh em nhá. 25 giờ cót chứ không phải là cái mẫu 40 giờ cót đấy. Bản mới nên là đeo thì đỡ phải ấy cót hơn. Nên cót luôn này, tình trạng rất là đẹp. Đấy. Kim ngỗng, mặt số là mã rất là đẹp hot anh em nhá. Đơn giản, thanh lịch. Anh em mua thì liên hệ trực tiếp mình, hàng lướt siêu lướt luôn. Hàng về mình nhìn thấy là chữ coi là 50 giờ tích cót, ok. Chào anh em, cảm ơn anh em.